Nếu kết thúc thì có thất bằng cảm nhận gì? Chúng ta phải xác định ngay mà luôn. Kết thúc bằng cảm nhận gì? Ngày búa hả thầy? Hả? Ngày búa hả thầy? Cái này đúng không thầy? Trường hợp chỗ này là đây xác định không giảm là đúng không? Dạ. Mà kết thúc với một cặp đánh là đặc biệt. Đặc biệt. Cái này hả? Cái cây xanh này là với cây đỏ này. Cây xanh này. Cây xanh với cây đỏ này là nó không thỏa mãn điều kiện. Đá nhiếc không thỏa mãn một số cái điều kiện trong đó. Dạ. Thì đây là trường hợp gọi là đặc biệt. Đặc biệt nó cũng tạo thành một cái đá nhưng mà trường hợp đặc biệt đặc biệt. Thì qua cái này đi lên đây đúng không? Thì có nghĩa là cái số giảm điều chỉnh này kết thúc rồi. Mà tạo đáy bằng trường hợp đặc biệt không nằm trong một trường hợp tạo đáy như mình học. Dạ. Được chưa? Rồi. Thì con số này kết thúc rồi. Bây giờ như vậy thì con số kế tiếp đó là con số tăng, đang lên tăng này. Đúng không? Vậy thì em sẽ giải trên đây. Nếu mà trường hợp đây có phải là con số này số tăng đúng không? Số giảm thì có nghĩa là lên con này là đáy đây đến đây đúng không? Bây giờ con số này nó tạo đáy thế này thì nó quay lại. Vậy thì con số tăng lên này gọi là con số gì? Nếu mà nó nằm dưới đây, đây là con số giảm ở gì? Mở rộng. Giảm mở rộng so với cái đáy này. Bây giờ nó xuống đây rồi, nó tạo cái đáy rồi. Bây giờ nó quay lên lại thì tăng điều gì? Điều chỉnh. Bây giờ nó nằm trên đây rồi, tăng điều gì? Tăng điều chỉnh. Đúng rồi đó. Còn nếu trường hợp mà nếu giờ con sóng này nó nằm dưới lại đây thì gọi là tăng rất gì? Tăng rất tết. Bởi vì chỗ này vừa qua khỏi chữ gì? Vùng gì? Vùng quy lực R. Đây là S. Vậy là E và R. Vì giá nằm trên R rồi thì con sóng này gọi là sóng tăng gì? Tăng điều gì? Điều chỉnh. Chứ không còn gọi là tăng rất gì? Rất tết nữa. Nó quay lại cái nợ đó như là một chỉ tiêu. Đây, tập em nằm đây. Chẳng hạn này đúng không? Cái con số tăng là gì? Đây là nó tăng sâu tí xíu lại chỗ này. Đáy này đúng không? Yeah. Đỉnh đúng không này? Đáy này, đỉnh này. Nó tụt xuống này, đúng không? Từ cái này nè, nó xuống đi. Nè, kéo xuống này. Giờ nó kéo xuống đây rồi, nó hình thành con số này rồi. Mà nó đến đây, nó tạo ra một cái đáy này. Thì con số này xuống giảm nó gì? Mở rộng. Mà tạo nó quay lại. Thì quay lại thì nó quay nằm trên đây rồi. Trên cái này nè. Trên vùng này nè. Thì gọi là tăng điều gì? Điều chỉnh.